ổng nhập vô cái gì khắc từ anh khắc kìa. Vậy đó hả? Ừ. Có giống như có người nào đó mượn cái vô cái xác cái chú để mà khắc ra ha. Không có miếng mượn hay không mà sao tự tôi khắc vậy đó, với khắc thì với vẽ. Dạ. Thì rút tôi đau đó. Dạ. Không về cũng cho mày tao thuốc uống rồi hết đau. Dạ. Người ấy có lần ổng đòi dắt đi theo ở với ổng đó. Dạ. Làm hò ổng á, tôi không có chịu đi, ngủ mà tôi không có chịu đi. Gọi đó vậy đó. Trời. Về tạc ha. Ừ. À, vậy là chú chưa nhìn hình tướng hay gan gì đó hả chú? À. Rồi ông cụ ngày xưa là tóc cũng bạc vậy đó. Ừ, tóc vậy đó chắc. Sao con thấy khắc y gan ngày cử đa tè. Dạ. Quá đẹp ha. À, thì ông tụ tu ở trên núi Cấm. Rồi ông hồi đó ông ưa giúp cho bà con về phần như đau ốm này kia gì đó, bù ông phép à? Không bù phép rồi không có giúp. Dạ. Con cháu thì không có đau. Dạ. Tới chừng lớn tuổi mà mất rồi chứ không có đau. Tôi giờ đâu có đau gì đâu. Vậy đó ha. Chỉ lỗ. Có xe đó, nó ủi không. Dạ. Bùa lỗ ban á là ngày xưa là hay cúng hay giúp đỡ cho bà con lắm á. Đúng rồi. Dạ. Vậy hả chú? Dạ. Thì sau khi mà chú nằm chim bao ông đòi dắt chú đi đó, thì chú về chú suy nghĩ sao mà chú tạc ra chú sợ dặn thấy ổng gì đó không có sợ. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay chú Phú đến gia đình của chú Bảy quý vị. Thì gia đình nhiều đời trước đã làm thầy quý vị, cho nên hôm nay đặc biệt chú Bảy giống như là bị hành vậy đó quý vị. Thì mặc dù bây giờ chú Bảy không có làm thầy, nhưng mà tự tay chú Bảy thấy các vị tổ ngày xưa trở về đây để mà dẫn chú Bảy đi làm nhiệm vụ quý vị. Thì chú Bảy không chịu đi, cho nên chú Bảy vẽ ra hình của các ngài rồi ở đây thờ phượng thờ cúng quý vị. Và đặc biệt một điều đó, hôm nay khi mà gặp châu Phú đó là chú Bảy cũng phát tâm ăn chay trường nha quý vị. Và những cái câu chuyện dẫn đến những câu chuyện lạ thường quý vị, và những hình ảnh cũng lạ nữa, châu Phú sẽ mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành cùng với châu Phú đi đến với câu chuyện chú Bảy nhiều đời làm thầy. Dạ, nam mô Di Đà Phật, mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Dạ, chào chú Bảy. Dạ, nam mô Di Đà Phật. Đây vị, đây hình rất là đặc biệt nha quý vị. Đây là những chuyện lạ luôn nha quý vị. Đây tiếp tục. Ở đây là chú Bảy nói hình này á, là hình của ông trời nha quý vị. Đây, của ông trời là ông Thiên á. Chú Bảy nói ông Thiên ở ngoài trước đó quý vị. Và ông bây giờ bị mục cho nên chú Bảy dời qua đây. Tiếp tục nữa thì đây là hình các vị. Đây là giống như là thời Ai Cập cổ đại nha quý vị. Đây là những cái hình tượng này là tự tay chú Bảy tưởng tượng ra và vẽ ra quý vị. À, không biết trong phần của chú Bảy là như thế nào, cho Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành đến với video thăm gia đình chú Bảy và những câu chuyện lạ thường. Dạ, nam mô A Di Đà Phật. Dạ, nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý cô chú anh chị, đây là đường hẻm vô trong nhà chú Bảy quý vị. Và sau khi mà châu Phú chào chú Bảy và xin phép được quay thì chú Bảy đã vào trong nhà. Và kính thưa quý vị, đây là đặc biệt một điều là đây châu Phú xin giới thiệu đến vị, đây là giống như là một cái hình của người Ai Cập thời cổ đại quý vị. Tóc là dẻ y gan gì nè quý vị. À, thì hôm nay châu Phú cùng với kênh Võ Thành TV hai anh em đi đến đây để khám phá ở trong ngôi nhà của chú Bảy có rất là nhiều những hình lạ quý vị, và đặc biệt là tự tay chú Bảy chạm chỗ và vẽ ra quý vị trong cái hình tượng của mình. Nằm thấy mơ thấy cái gì đó thì chú Bảy vẽ ra y gan vậy. Thì đây là đường đi vào trong nhà chú Bảy quý vị. Đây. Kính thưa quý cô chú anh chị, đây là cái con hẻm nhỏ nha, và cái nhà cũng nhỏ xíu à quý vị ơi. Dạ, nam mô Di Đà Phật, chào chú Bảy. Rồi. Dạ. Thưa chú Bảy, hôm nay con là châu Phú cùng với kênh Võ Thành hai anh em tới đây để xin phép được quay phim đó chú Bảy. Rồi. Dạ. Thì đây cho anh mượn cái máy ha. Thưa chú Bảy,
Chú năm nay bao nhiêu tuổi hả chú Bảy? 72. 72 tuổi hả chú? Ừ, Tết nữa mới 73. Dạ. Thưa chú, hôm nay con trở về đây đó thì con nhìn thấy là chú ngồi vẽ đó, rồi bà tạc những pho tượng rất là lạ mắt đó chú. Thì chú làm ơn chia sẻ con á, tượng ngài ngồi chính giữa này nè là ai ha, vị nào ha chú? Là ông Năm của tôi. Ông Năm ha. Ông anh của ông nội á. Anh của ông nội ha. Ừ. Rồi hồi đó tới giờ chú có nhìn thấy hình dáng của ông ở ngoài không? Không, ngủ thấy mà. Ngủ không cho thấy á. Chứ à, ngoài ông lớn tuổi không thấy không. À. Lúc đó chết, ông chết đâu mất rồi. À vậy đó ha. Là... lúc đó chưa có đó, chú nữa. Sao con nhìn thấy ngài giống như ngài các vị ngày xưa đó, giống như là không là tổ Lỗ Ban. Tổ Lỗ Ban hả chú? Bây giờ ông tu trên núi chứ, ông chết rồi vẫn còn tu trên cảnh á, giữ núi con cấm á. À vậy đó ha. Ừ. Mà chú nhớ tên ông không? Nhớ chứ. Tên ông gì hả? Võ Văn Can. Ông Can hay Võ Văn Can? Ừ. À, là ông tổ Lỗ Ban hả? Dạ. Ừ. Anh của ông nội hả? Ừ. Dạ. Ông thứ năm, nội thứ tám. Dạ dạ. Chú con hỏi một cái gì, cái bên mình thờ là... đó là ông Cụ Quyền. Cụ Quyền hả? Ờ, tôi đẻo. Dạ, Cụ Quyền. Vậy là chú làm ơn cho con hỏi khi mà ông cụ về là báo với chú như thế nào mà chú tạc ra tượng rồi để đây thờ chú? Thì lúc tôi đau đó. Dạ. Ông về ông cho mày tao thuốc uống, rồi hết đau. Dạ. Người ấy có lần ông đòi dắt đi theo ở với ổng đó. Dạ. Làm hò ổng á, tôi không có chịu đi, ngủ mà tôi không có chịu đi. Dạ. Gọi đó vậy đó. Trời. Về tạc ha. À, vậy là chú nhìn hình tướng hay gan gì đây hả chú? À. Rồi ông cụ ngày xưa là tóc tóc cũng bạc vậy đó. Ừ, tóc vậy đó chắc. Cha con thấy khắc y gan ngày cử đa tè. Dạ. Quá đẹp ha. À, thì ông tụ tu ở trên núi Cấm. Ừ. Rồi ông hồi đó ông ưa giúp cho bà con về phần như đau ốm này kia gì đó, bù ông phép hả? Không bù phép rồi không có giúp. Dạ. Con cháu thì không có đau. Dạ. Tới chừng lớn tuổi mà mất rồi chứ không có đau. Tôi giờ đâu có đau gì đâu. Vậy đó ha. Chỉ lỗ... có xe nó ủi tôi không. Dạ. Bùa Lỗ Ban đó là ngày xưa là hay cúng hay giúp đỡ cho bà con lắm á. Đúng rồi. Dạ vậy hả chú? Ừ. Ờ, thì sau khi mà chú nằm chim bao ông đòi dắt chú đi đó, thì chú về chú suy nghĩ sao mà chú tạc ra chú sợ dặn thấy ổng như vậy đó, không có sợ nhưng mà thấy ổng của ổng là không, hồi đó trước là mấy ông anh tôi ông thờ á. Dạ. Tôi thờ ông nội bà nội với ông ngoại vậy đó, cha mẹ vậy đó. Dạ. Rồi cứ, bây giờ anh chị mất hết rồi tôi mới tác cái hình ổng tôi thờ. Gốc của chú là người gốc Việt hay là gốc Việt. Ở đâu về chứ? Người Việt. À, gốc người Việt ha. Ừ. À, sao con thấy chú khác những cái hình này giống như là thời cổ đại Ai Cập vậy đó chú? Tại nè. Cháu nghĩ vậy chứ. Nè. Ở người Việt. Hình đây y gan người cổ đại Ai Cập luôn quý vị. Những hình tượng này vậy là chú vẽ ra rất bước là nhiều hình nè chú. Như vậy thì người ta có nhu cầu, người ta muốn mua rồi chú có bán không? Để ai xin thì cho tôi bán với gì? Xin là cho tặng cho vậy đó hả? Ừ. Đây nè quý vị. Ôi đẹp quá nè. À chú, cái hình mà cái người phụ nữ mà bận áo đỏ này là đó là vợ của chú. Ủa vợ chú đó hả? Ừ. Chú vẽ đó. Dạ. Vẽ cái hình kia thì còn nhỏ. Đây là hình đỏ. Hình áo đỏ. Áo đỏ. Nhỏ. Hồi lớn. Hồi mới bả mất rồi tôi mới vẽ, còn cái hình bên đây nè. Hình đó nó mới còn hồi còn nhỏ, hồi còn có trai gái đó, vợ chồng đó. Hình bên đây là hình bằng đồ sọc sọc đó ha. Ừ. Rồi, rồi. Lúc đó còn nhỏ, mới có hai ngoài tuổi đó. Hai ngoài tuổi ha, là bên đây nha quý vị. Ừ. Đó. Ủa giờ thím mất hồi nào chú? Mất chừng 3 năm nay. À thím sống với chú vậy là có mặt con nào không? Có hai đứa. Dạ. Đứa gái với thằng trai. Dạ. Thằng trai nó ở đây nè. Nhỏ gái thì gái đi xa. À vậy ha chú. Ừ. Dạ. Cho ông hỏi là ê tượng đỏ này là ai? Đó là của ông nội tôi. Ông nội ha. Ừ. Đây là bà ngoại. Tượng này bên đây là ông nội. Ừ. Đây nè. Lì thường em bên là bà ngoại. Ừ. Không, bên đây là bà ngoại nè. Ừ. Ở bên đây, à bà xanh đây ha.
Bên đây là bà ngoại nha các vị. Lạ quá. Ấy mà lại đẻo khéo chứ. Y gan như là thời Ai Cập hả? Ai Cập. Y gan luôn, y gan thời Ai Cập à. À, chú có hình dung ra đó, mỗi lần chú ngủ đó chú có nhớ lại cái thấy được cái giấc mộng gì không mà chú khắc điêu khắc ra được những hình tượng này chú? Thì không có thấy, nhưng tại vì không biết ông nhập vô cái gì khắc tự ơn khắc à. Vậy đó hả? Ừ. Có giống như có người nào đó mượn cái vô cái xác của chú để mà khắc ra ha. Không có biết mượn hay không mà sao tự tôi khắc gì đó, với khắc thì với vẽ. Dạ. Vậy không có gì đặc biệt. Dạ. Còn hình của ông á là chú nằm chiêm bao, chú thấy ông thấy ông hai lần khắc. Còn những cái hình này là tự động mình nên chú là chú vẽ theo vậy đó ha. Giống như có không biết có ai mượn không mà sao mà khắc vẽ ra được những cái hình lạ gì đó ha. Rất là đặc biệt nha quý vị. Chú làm ơn cho anh hỏi, còn hình ở đây là hình của ai nữa chú? Đó là tôi đẻo khắc ra chơi vậy đó. Cái vị này là vị nào? Không có, nhỏ như vẽ đẻo đứa gái chơi vậy đó. Đây nữa nè. Vậy đó hả? Ừ. Đây nữa nè. Lạ lạ. Đây nè quý vị. Nhưng mà chú đẻo ra rồi chú suy nghĩ coi hay là vợ của mình mất rồi mình... Không có, đẻo trước lâu lắm rồi. Đẻo. Vợ tôi mới mất chừng 2-3 năm nay hả? Vậy 2 năm mấy hả? Ừ. Để này đéo lâu lắm rồi, mấy năm rồi trước. Chú đẻo như vậy đó rồi chú có thấy có người nào lãng vãng trong nhà mình không? Không, quá nhìn không. Nhiều hình chứ. Đây nè. Yeah. Nhưng mà chú đẻo hình này không à, có cho bạn đồ không chú? Có, Sơn đó. Sơn là đồ đó ha. Ừ. Đặc biệt ha. Chú có cái ông ở đây là ai chú? Đó như vẽ chơi đó, để ông bạn thiên kể như ông trời á. Không ông trời đâu. Đâu giả ra con coi cái ông trời ha. Mục mà nó bị ngọt nó ăn tôi mới đem xuống nè. À. Này dịnh ha. Là gì là chú vẽ lâu rồi. Lâu rồi. Giống như ông thiên ha. Ừ. Dạ. Tự vẽ nha quý vị. Rất là đặc biệt ha. Dạ. Yeah. Chú có dự định vẽ ông trời khác không chú? Không, tôi thấy đẹp vậy đó thôi chứ không biết gì nữa. Vậy đó ha. À. Còn cái hình này là ai? Nó nhìn đẻo chơi vậy đó. Cũng đẻo từ cây ra nó hả chú? Ừ. Hình này đẻo từ cây ra nha quý vị. Có đó tôi đẻo là ông Phật Di Đà. Có luôn hả? Có rồi nó mục rồi tôi bỏ rồi. Tôi thiêu bỏ. Chú đẻo được hình ông Phật với Phật chú đẻo được, nhưng Quan Âm tôi đẻo không được. Di Đà Thích Ca tôi dễ không được, nhưng có cái mình không dám ấy đó. Dạ. Mấy ổng người phước mặt Phật trời mình đâu dám đẻo. Chỉ có đẻo bạn để bạn thiên, hồi đó có đẻo để cho bàn thờ. Dạ. Nhưng nó mục mà đó, mình đẻo cây gáo không có cây mà tốt. Chú có nằm thấy các vị Phật không mà chú đẻo được hình của Phật? Ngủ bị gì thôi đó, tôi ở trong chùa. Dạ. Tu ở chùa đó. Rồi thấy bước tranh bước đồ đó mình đẻo vậy. Chú tu ở trong chùa ha? Ừ, nó tu năm ở trong chùa này nè. Dạ. Rồi cái sao tôi nghĩ? Nhưng mà là cái lúc tu là chú có đẻo chưa? Hay là... Chưa, hồi đó còn nhỏ mà đó, tôi mới có 20 mấy tuổi, giờ tôi 70 mấy rồi. À, 20 mấy tuổi. Ừ. À, từ cái lúc mà chú đẻo những hình tượng và vẽ đó là từ khi nào chú gặp? Nó khởi từ 40 tuổi rồi. Chú có gặp cái biến cố gì không? Hay trải qua căn bệnh gì không? Tự ơn nó đẻo vậy đó. Tự mình anh vậy hả? Ừ. Rồi cái cuộc sống của chú vậy cũng bình thường không? Có gì khác không? Tôi có gì đâu. Dạ. Hơi khổ một chút, nghèo quá. Dạ. Vậy có ông mình nè. À. Dạ. Có ông mình một thằng trai tụi nó ở với mấy với chị nó. Dạ vậy đó hả chú? Ừ, để mình ở đây mình thờ vậy đó. Chú cho hỏi là sao cái phần Quan Âm mà mình sơn màu đỏ là cái gì chú? Tại đó nước sơn nó nhiều đó. Rồi sơn mấy cái bức tượng nè. Đó, mình pha vô, đổ bỏ nó ổn. Dạ. Sơn phết lại để nó... Cái đó, mấy bức đó thì của tao bỏ, chùa nó bỏ đó. Dạ. Nó hư, nó bỏ, cái chứ đẻo được. Rồi tôi đâu dám đẻo. Dạ. Chỉ có đẻo của ông Năm tôi không à. Chú cũng đẻo hình tượng gì được ha. Ừ. Rồi tối chú ngủ ở đâu? Trong buồng hả? À, trong buồng vậy có hình vẽ vậy không chú? Có mà ít. Đó, cạnh đó, chú trong không có đâm vô nữa. Có nhiều đất đó. Đây đây ha. Ừ. Ở trong buồng đây
gạo đây được bà con trợ giúp hả chú? Gạo thì trợ giúp nó được bình thường. Bịch đó, gọi đó đây, đây nè, ở đây đâu có được đâu. Khó khăn ha. Đây nè. Ủa chú hả? Ơi, hả? Làm ơn cho hỏi hình này hình gì mà có thấy có chim hạc ở đây chú? Đó, tôi vẽ chơi vậy đó. Mà cái ý tưởng theo mà chú nhìn chú hiểu ra cái hình này là như thế nào không? Không, tại là như mình thấy cái con này con hạt này kia đó đại bàng nữa mình vẽ ở trong cái chú tranh biết cái hình này hình ai không chú? Nè, vị này nè. Này đó hả? Dạ. Ông Đỗ Quà Hảo đó. Dạ. Đức Quỳnh Giao Chủ. Ồ sao chú biết luôn hả? Biết. Trong cái hình đó sao đâu thấy ông đâu. Dạ chú biết Đức Thầy luôn ha. Ừ. Chú vẽ được hình giống như Đức Thầy không? Nó Phật vẽ được đó, ổng đâu có gì mình đâu dám vẽ. Không dám vẽ ha. Sao rồi chú? Vì ổng Phật thì mình đâu có dám. Sợ ha. Sợ chứ vẽ rồi bỏ thế đó. Sao chú biết ngài là Phật? Biết sao không biết, mình đậu ổng mà. Dạ. Chú đậu Hòa Hảo. Chú đậu Hòa Hảo ha. Hồi trước đậu như Phật Di Đà. Dạ. Rồi sau cha mẹ mới thờ Hòa Hảo đó, đợi chờ đợi có ông Đức Quỳnh Giáo Chủ đó. Dạ. Rồi ổng qua đó mình con có đi theo. Dạ, vậy hả chú? Ừ. Vậy là chú biết Đức Thầy là vị Phật luôn ha. Ừ. Quý vị. Biết. Dạ. Mô Di Đà Phật. Nên chú không có dám vẽ ha. Không có vẽ. Dạ. Còn hình đây chú. Đó là chú đẻo chơi vậy đó. Đẻo. Cái nào đẻo chơi được là đẻo, còn các vị Phật là chú không dám đẻo hả? Hồi đó có đẻo con Thích Ca với bà Quan Âm, mà Quan Âm nó đẻo đẹp rồi cái thằng Hòa ngoài đó. Dạ. Nó mới họ trò nó đi. Dạ. Lấy đem đi bán tiêu luôn. Dạ. Đâu có giống đẻo nữa. Dễ mà không giống dễ nữa. Quá khéo tài luôn. Khéo tài quá và những bức hình rất là lạ. Thì chị ha. Chị biết chú này lâu chưa chị? Sớm. Ở sớm hả? Chị có thường hay qua bên nhà này để xem những cái hình không? Không có, mấy chú lại đây, nó lại đây chơi vậy thôi. Nó con ra cháu. Bữa nay thấy ngạc nhiên không? Ngạc nhiên. Thấy vẽ hình đẹp quá trời đó. Đẹp mà quá trời nữa hả? Ừ. À, bây giờ là chú ơi, thấy là chú vẽ cái hình tượng này nè chú. À. Hình tượng này sao có cái cây đao nữa nè. Cái hình này nè, cái ý nghĩa vị này vị nào mà sao có cây đao nữa? Tại vẽ chơi gì đó. Vậy đó hả? Ừ, chứ đâu có dám thờ ở đâu. Không dám thờ hả? Không. Rồi mấy nhỏ nó hôn sao vẽ con gái không à, sao không vẽ đàn ông. Dạ. Rồi tôi mới vẽ vậy đó. Dạ. Tài vậy. Dạ. Đặc biệt ha. Đây, kính thưa quý cô chú anh chị. À, đây là vẽ cái hình này đúng ra là ở bên nước là Hai Cập á. Hai Cập cổ đại á. Đi ngang luôn nè. Các vị thần ngày xưa, các vị dương ngày xưa đó bị tại Ai Cập cổ đại. Cái này chắc là tiền kiếp cũng ở bên đó hay vậy nè. Dài đại vô đi nhà ông chứ. Rồi để không có đi mang dài vô nữa. Sao sao đó chút. Có tôi không có lâu để uống nhiều đó rồi sợ đi nó té sao vậy chứ. Nhậu không hả? Nhậu. Sao mà khéo tay quá mà có tu nữa sao mà không ăn chay ăn lạc mà nhậu chú. Thấy ăn chay nó cũng như thế, ăn chay mà nó hung dữ thì cũng vậy thôi, mình làm hiền, mình nhậu mà làm hiền được không? Tôi không nhậu mà làm hiền hả? Chỉ ăn nhậu không à. Vậy hả? Bây giờ là chú nhậu màu gì? Như có cá là cá, thịt ăn thịt. Vậy hả? Rồi là chú làm hiền là ăn hiền ở làm phải không? Nhưng mà là chú nhậu đó. Ừ. Điều thứ nhất á là ta chẳng nên uống rượu. Biết rồi. Áp phiện. Hiểu rồi. Không áp phiện không chơi, chứ ba kia không có chơi. Phải giữ cho tròn luân lý tam can. Đúng rồi, chỉ có cái nhậu không, không có gì chứ. Cho nên á là nhậu là dướng vô điều thứ nhất của bên Đức Thầy vậy đó, ta cấm đó ha. Đúng rồi. Thứ nhì á là ăn hiền ở lành, mà giờ mình còn ăn mặn là ăn mặn đó. Ừ. Ăn mặn sao hiền. Ăn tàu hủ mới hiền. Tôi ăn dạ. Như cá, gà, vịt, heo, chó, bò vậy, có con sống tôi có ăn. Ai chết rồi bỏ, vừa bỏ đó cho tôi ăn hả? Thì kẻ ăn người giết tội nhau. Chết rồi bỏ chứ đó, người ta bỏ đó rồi tôi cho. Bây giờ là nếu mà không có người ăn đâu có người giết. Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. Cho nên hôm nay là con Châu Phú ghé lại đây thăm chú đó. Rồi. Là cũng là nhân duyên. Rồi ở đây là bà con cũng hỗ trợ cho chú. Nếu mà gạo đồ này kia chứ người ta cho ăn không hết hả? Lâu là như tí như một mình ăn mỗi ngày chừng hai lối gạo hả? Ừ. Đó mình ăn hết, có hỏi còn gạo không hết thì nó cho. Dạ.
Vậy không hết thì đến đó bòi. Dạ, nhắm kỳ này á, là bữa nay là con đến đây con quay gì nè, là cả thế giới biết chú luôn rồi đó. Rồi. Biết cái quay tay của chú á. Cho nên á là người ta biết chú cũng là ngày xưa có đi tu một năm trời nữa mà rớt uổng lắm. Chuyến này phải gán ăn chay với lại á là dọn đường để mà mình đi về. Chứ không lẽ ở đây hoài sao chú? Ăn chay lấy gì? Đâu à? mua tương chay ăn. Mua tương chay hả? Bây giờ là không có tiền. Nếu mà chịu mua tương chay thì ở đây con mua đồ chay con gửi cho chú ăn. Có chịu ăn không? Hả? Được. Chịu không? Chịu. Rồi mà chịu bỏ rượu không? Rượu uống có gì đâu, đâu có thời nghiện đâu. Không nghiện ha. Không. Vậy là chịu ăn chay rồi bỏ rượu nữa. Ừ. À, vị ngon nha. Chắc ăn ha. Rồi. Đâu, chào ông chay nha. Rồi. Ông chay rồi, em chay vô đây nè con. Đứng sau lưng nữa. À, vô. Thấy ông chú không? Ổng nhậu hồi đó tới giờ đó mà bây giờ là chịu ăn chay chịu bỏ rượu nè. Cha con nhậu hai con mắt đó. Hả? Cha con cũng nhậu chung với ông cũng mắt rồi. À, cha nhậu chung mà mắt hả? Ủa ba của em trai này đó nhậu với chú dữ lắm hả? Nó thấy nó nhậu nó nhậu sáng đêm tối ngày rồi tôi cũng không muốn nhậu nó rồi đâu mấy tháng sao rồi nó mất. Vậy đó. Nó nhậu mấy người khác không tôi nhậu nó. Chú thấy sao là rồi? Cái cuộc sống là vô thường thấy không chú? Đó, cho nên nó là sống nay chết mai mà bây giờ là chú năm nay là 72 tuổi rồi đó, nhưng mà mình nó là không có đủ sống, nó vẫn thiếu thốn đó, vẫn khổ. Mà nếu mà bây giờ á, mà nếu mà mình không sửa sớm nữa đó thì sẽ khi mà mất rồi đó mình sẽ đầu thai làm những cái con mà mình đã ăn đó cho người ta ăn mình lại. Cho nên á, thầy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đó là cả dòng họ Thích bị tiêu diệt, bị diệt vong hết luôn đó chú. Là do là ngày xưa đó dòng họ Thích đã bắt những cái con cá ở trong hồ thủy ngư á để ăn đó, ăn hết trơn dòng họ của người ta. Cho nên á là khi mà chuyển kiếp lại nhiều năm sau đó thì chuyển kiếp lại những con cá đầu thai làm người đó, nó sát hại lại cả dòng họ Thích để nó đòi lại cái mạng đó. Năm xưa thì Đức Phật nói với ta có thần thông như vậy đó mà không có thể nào gánh vác nổi cho những cái nhân quả của chúng sanh đó, cái nghiệp lực. Cho nên là hôm nay chắc là cũng có duyên cho nên là con gặp chú ngồi chú vẽ ngoài sân đó nên ghé đây thăm đó, và có cái lời khuyên là chú gắng cao tuổi rồi 72 rồi lây quay mình cũng sẽ đi về một cái cõi khác chứ sao mà quan trọng chúng tôi không hoài được. Dạ, quan trọng là mình chịu sửa đó, chịu sửa mình ăn chay niệm Phật làm lành để mình hồi hướng cho huynh đệ tỷ muội mà mình đã ăn á chú. Bây giờ tôi nói chú nghe vậy nè. Dạ. Vợ mới mất rồi, con bỏ ra đi nữa. Dạ. Rồi bây giờ buồn ngồi nhậu cho đỡ buồn, không có gì chứ không gây lộn gây nóng gì mít lòng với ai chứ. Vậy đó ha. Ừ. Rồi bây giờ mình vui lên. Thím mất thì là mình vui lên, mình đừng có để cho thím mà thấy mình gầu vậy đó. Thím cũng không có đi đầu thai được. Ha. Bây giờ chú phải vui rồi ở nhà gán niệm Phật đó, để mà hồi hướng cho thím. Thứ nhất là chú có không có tiền thả cá phóng sanh thì chú nói lành khuyên bà con đây nè. Cũng như tôi á, là tôi ăn chay, ngày xưa tôi nhậu và tôi ăn chay nè, rồi tôi niệm Phật ha. Rồi bà con cũng gán ăn chay niệm Phật, bây giờ tôi niệm Phật, giờ tôi thấy tôi vui quá đó, có người ta giúp đỡ cho tôi có tiền để mà sinh sống. Mình chia sẻ vậy đó, cũng cái lời lành vậy là cũng là cái phước rồi đó chú. Còn có tiền nữa thì mua 1-2 con cá thả để mà hồi hướng cho thím với huynh đệ tỷ muội mà người ta mình đã dây đó. Ở đây là con thấy cái dĩa này dĩa gì chú? Bà ở đó, bà khô mấy đứa ở đây sớm đó, nó hơi khô rồi nó đem cho ăn khô với nhậu. Cho khô. Ăn nhậu vậy đó ha. Ừ, khô cái dồ á, mình hơi khô á. Vậy đó ha. Ừ. Rồi bữa nay chịu ăn chay không? Chay. Hả? Chịu ăn chay có gì đâu. Chắc ăn không? Sẽ không ăn nhậm gì với tôi. Cái gì tôi làm cũng được. Vậy là hứa ăn chay ha. Ừ. Rồi niệm Phật ăn chay, bỏ rượu nha. Bắt tay con cái ha, uy tín ha. Rồi bây giờ khô đó, bây giờ mình ăn chay mình còn ăn nữa không? Thì không ăn, mình dục bỏ. Bỏ luôn, đi, bưng bỏ luôn. Có đi. Đâu đó, bỏ. Nhậm đi, tiếp tục luôn chú ơi. Kính thưa quý vị, bây giờ chú là cảm nhận được khô này á, bây giờ là chú ăn chay nha quý vị. Đâu có gì đâu. Thấy khô nó mặn với rồi. Thấy mừng không? Mừng đi, tiếp tục luôn.
là anh em mình cũng là nhân viên của một người hát trong hút. Đúng rồi, tại vì á là chú mà nếu mà có cái tâm vậy đó thì con là sẽ đến con thăm chú thường xuyên nha. Ừ. Gán. Ê, đem đi bỏ ngoài sông đi chú. Ê, cho chó ăn à. Thôi, bỏ luôn đi. Bỏ luôn đi chú ơi. Ra sông á. Nam mô A Di Đà Phật. Kìa. Rồi, hát xuống luôn. Vô. Rồi nè. Rồi, niệm Phật luôn. Nam mô A Di Đà Phật ơi. Niệm trung tâm chứ có gì đâu. Dạ, niệm trung tâm đó. Lớn rồi tôi không biết trung tâm. Thường xuyên chú có niệm Phật không? Ừ, trung tâm mình đó. Còn mấy tôi niệm cái ông Năm tôi không ạ? Dạ. Đốt nhang cái giấy không? Niệm sao chú? Thì Nam Mô Ngũ Tổ vậy đó. Dạ. Nè, ở đây là cái hình này hình về ai chú? Dạ, như là mấy đi con gái tôi đi rồi đó. Ai? Con gái tôi. Con gái của chú hả? Con gái chú là hình dáng y gan vậy đó ha. Tên gì chú? Có tên con Diệu Quê. Tên Quê hả? Là con gái chú ha. Ừ. À. Rồi chú thường ngày chú niệm là chú niệm sao? Nam Mô ông Năm, ông Ngũ Tổ, ông cái bức tượng bự đó. Dạ. Nam Mô sao? Nam Mô ông Năm, ông Ngũ Tổ, độ con mạnh giỏi vậy thôi. À vậy ha. Rồi chú có niệm Nam Mô A Di Đà có đó sao không? Lâu lâu như đốt nhang đó, đốt bàn thờ của ổng đó. Dạ. Giá vậy thôi. À chú đâu chú niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Có gì đâu, không khó. Trời tôi có Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô có gì đâu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca thì em của cháu của đệ tử của ông Di Đà. Trời tôi nói gì bên kinh sách rồi tôi rành lắm chứ bộ không rành đâu. Vậy đó ha, chú cũng có đọc bên kinh sách có thấy không? Dạ. Vậy thì kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ là chú hứa ăn chay ha. Cho nên là chú Hú sẽ đại diện cho một vị mạnh thường quân để hỗ trợ cho chú ha, là 500.000 để mua những cái thực phẩm dai ăn. Thứ nhất là ở ngoài chợ bây giờ có bán cá chay nè. À, rồi sườn ngon chay vân vân, tất cả đồ chay nhiều lắm chú, cho nên đó là chú cố gắng ha, để mà mua những cái phần đó đó về ăn chay nha, nhớ đừng nhậu nha. Mà nếu mà con đi ngang sớm này đó lần sau nữa đó thì con hỏi mà chú không có nhậu mà ăn chay đó thì con sẽ hỗ trợ chú không phải là 500 nữa mà từ giá 2 triệu ha. Chúc chú sức khỏe bình an nha, con gửi hỗ trợ 500. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật đấy. Cái đó là 500.000 đó là dạ. Của chị Út ở Đài Loan nha chú. Rồi, dạ, ok. Dạ. Yeah. Thứ nhì nữa đó là Châu Phú xin trích ra thêm 100.000 tiền này, tiền bà con chở xăng cho Châu Phú. Nhờ em trai nè. Em trai chút xíu nó mua thực phẩm chay. Mua giùm anh á sườn non ha. Sườn non với lại mấy cái gì đó chay á, cá chay hay là gì chay đó. Ha, cần thấy đồ khô chay đó là cho chú ha. Cảm ơn nha. Rồi. Em trai này cũng là anh sẽ hỗ trợ cho em trai này luôn. Thấy thương quá. Này. Rồi, cho tôi cưng 50.000 chạy xăng đi tới luôn ha. Rồi, gắng cố gắng lên nha. Rồi, vâng, và kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ cho Phú chia tay chú Bảy ha. Và chú Bảy cũng cố gắng ăn chay niệm Phật làm lành nha. Thì sao nữa mà con lại đây hỏi thăm bà con mà chú Bảy mà ăn chay nữa là con ghé đây là con hỗ trợ tiền nhiều nha. Nhớ nha chú Bảy. Cố gắng lên nha chú. Rồi, bye, bye chú Bảy. Vâng, và kính thưa quý cô chú anh chị, tại vì á là tới đây chú Bảy cũng tạo cái nhân duyên để Châu Phú cùng với đệ Võ Thành đó hai anh em quay gửi đến vị những câu chuyện lạ vì và nhằm tạo cho Châu Phú một cái cơ hội để mà khuyên chú ăn chay niệm Phật làm lành. Nếu mà chú ăn chay niệm Phật á, thì chú có thể đó là thứ nhất là tránh được cái nghiệp sát sanh đó vị. Rồi chú cố gắng niệm Phật thì từ từ thì cũng được xóa bỏ những ăn quán hận thù vì là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp quý vị. Và nếu mà ngon nữa thì được về cõi an lành vì có câu phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Mặc dù trước đây chú làm gì không cần biết nhưng mà từ giờ mình sám hối ăn năn, mình niệm Phật, mình làm lành thì cũng được về cõi an lành để hồi hướng phước báo cho những quan gia trái chủ mình đã dây hả chú. Rồi chúc chú sức khỏe bình an.
thân ái kính chào và tạm biệt quý vị nha. Chúc quý vị an lành và hạnh phúc, và Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bay để Gió Thành nha.